Chào mừng các bạn học sinh khối 9 của quận Tân Phú đến với bài học trực tuyến môn thể dục 9 phần 8. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học bài thể dục phát triển chung 45 nhịp của khối 9. Khi học và tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta nên mặc trang phục thể dục, mang giày thể thao và chuẩn bị nước uống. Nội dung tiết học hôm nay bao gồm 3 nội dung. Chúng ta sẽ ôn tập lại từ nhịp 1 đến nhịp 32 của bài thể dục phát triển chung khối 9, học mới từ nhịp 33 đến nhịp 39 của bài thể dục phát triển chung khối 9. Nội dung rèn luyện thân thể, chúng ta sẽ tập luyện các bài tập sau: tập bài gập bụng để tập cơ bụng, tập bài chống đẩy dành cho nam và tập bài plank thấp dành cho nữ. Như các bạn đã biết, trước khi tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta cần phải khởi động. Việc khởi động có tác dụng lớn trong việc ngăn ngừa chấn thương, làm ấm cơ thể giúp cơ thể đốt cháy các mô mỡ, tăng nhịp tim và hô hấp, tăng lượng dinh dưỡng và oxy cung cấp cho cơ bắp và não trong quá trình tập luyện. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau khởi động với bài hát Việt Nam ơi, được sáng tác và trình bày bởi nhạc sĩ ca sĩ Minh Beta. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Vượt xưa nắng tràn đủ bốn nơi tôi ở từ thơ bé. Đã quen giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. Và gió hoa tàn cây hoặc trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao. Xanh ngời, duyên tay đón nắng mạnh
nhau hít vào thở ra vài nhịp. 1, 2, 3, 4. Và quan sát tranh bài thể dục 9 từ nhịp 1 đến nhịp 32. Bây giờ, mời các bạn ôn tập lại bài học của tiết trước, cùng thực hiện theo thầy từ nhịp 1 đến nhịp 32 trên nền nhạc vẽ vì nước. Nội dung học mới của tiết học này là học từ nhịp 33 đến nhịp 39. Chúng ta cùng nhau xem clip giáo viên Thị Phạm và phân tích kỹ thuật động tác. Nhịp 33-34. Từ nhịp 32, chuyển trọng tâm sang chân phải, nâng chân trái sang ngang lên cao, chân và mũi bàn chân duỗi thẳng, thân hơi nghiêng sang phải, hai tay dang ngang, bàn tay sấp và giữ thăng bằng, mắt nhìn trước. Nhịp 35, từ nhịp 34, hạ chân trái, khoảng cách hai chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mặt hướng trước. Nhịp 36, từ nhịp 35, thu chân trái sát chân phải, hai tay giơ cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt hướng trước. Nhịp 37-38, từ nhịp 36, thăng bằng sấp trên chân phải, ngực ưỡn, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mặt hướng trước. Nhịp 39, từ nhịp 38 về lại nhịp 36. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện nhé. Nội dung tiếp theo là rèn luyện thân thể. Thầy nhắc lại những bài tập mà các bạn sẽ tập luyện trong tiết học hôm nay. Bài tập 1, gập bụng để tập cơ bụng 30 giây một lần và thực hiện 2 lần. Bài tập 2, chống đẩy dành cho học sinh nam. Các bạn nam thực hiện chống đẩy 10 lần, sau đó nghỉ 30 giây và tiếp tục thực hiện tiếp 10 lần. Bài tập 3, plank thấp dành cho nữ. Các bạn nữ giữ 30 giây, nghỉ 30 giây và tập 2 lần với thời gian cùng là 30 giây. Các bạn cùng xem clip giáo viên Thị Phạm những bài tập này nhé. Thank you.
Việc thả lỏng sau khi tập luyện giúp nhịp tim, nhịp thở của chúng ta trở lại bình thường, giảm nguy cơ bị chóng mặt, hoa mắt, thư giãn các cơ bắp, tránh đau nhức về sau, tránh nguy cơ chuột rút, tăng khả năng hồi phục cơ bắp. Nên chúng ta hãy cùng thả lỏng với thầy nhé. Tell me all about his name. That's difficult to say. This was given me the day I was born. Won't you know about the stories of the empire of old? My eyes, they more of me than what you dare to say. All I know of you is on the size of one, a film by Coppola, the helicopter. One day I touched your side. One day I finally know my soul. One day I come to you to say hello, Vietnam. Chúng ta cùng nhau xem clip giáo viên tỷ phạm bài thể dục 9 từ nhịp 1 đến nhịp 39 để củng cố lại kiến thức của buổi học ngày hôm nay nhé. Sai lầm thường mắc phải khi thực hiện kỹ thuật động tác. Thứ nhất, phương hướng, đường đi và biên độ của động tác chưa chuẩn. Thứ hai, nhầm tư thế bàn tay sấp, ngửa ở các nhịp động tác. Thứ ba, nhịp 4, 6, 8, 12, 16, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 34, 37, 38 không duỗi thẳng mũi chân. Thứ tư, nhịp 5, 9 để cả hai chân co. Thứ năm, nhịp 12, 16 vặn mình ít, đá lăn chân không cao. Thứ sáu, nhịp 20, 21, 30, 31, 33, 34, 37, 38 để mất thăng bằng. Thứ bảy, nhịp 23, chân trước không duỗi thẳng, không dồn trọng tâm vào chân trụ. Thứ 8, các nhịp 26, 28 dồn trọng tâm và nghiêng lường không đúng. Bài học đến đây là kết thúc. Các em nhớ khởi động trước khi tập luyện thể dục thể thao và thả lỏng sau khi tập luyện. Cần tập luyện nhiều lần để ghi nhớ bài thể dục. Uống nước trong quá trình tập luyện thể dục thể thao để tránh mất nước. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.